hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cây harmonica khá là quen thuộc với mọi người nói chung và những bạn chơi tremolo nói riêng. Đó là cây Winner harmonica 24 lỗ của Suzuki, và đây là video đánh giá chi tiết về cây harmonica Winner này. Dòng Winner 24, dòng phổ thông của Suzuki, vì thế chiếc hộp bên ngoài của nó sẽ không được chú trọng cho lắm. Nó chỉ là một chiếc hộp cách tông bình thường với trang trí rất là đơn giản, dòng chữ Winner, Harmonica hoặc là thương hiệu của Suzuki, logo của Suzuki. Bìa này là bìa cách tông này, các bạn nên cẩn thận khi mua về, như thế rất là dễ bị móc méo. Rồi mình sẽ mở hộp cây Winner này ra để các bạn biết bên trong nó gì. Bên trong cái Winner 24 thì nó có một cái catalog bằng tiếng Trung Quốc. Cái này chắc các bạn sẽ không bao giờ đọc đâu. Bên trong cây Winner thì rất là đơn giản, nó chỉ là một cái màu trắng giấy bồi. Giấy bồi cây càng của chúng ta sẽ được bọc một cái bao giấy thấm dầu. Đây là cây Winner harmonica Suzuki, thiết kế rất là đơn giản các bạn, bên ngoài không có cái hoa văn họa tiết gì cầu kỳ cả. Hai bên ốp đều có dòng chữ là Winner harmonica Suzuki, logo của Suzuki hết. Ngay cả chiếc com của dòng Winner cũng không có dấu định vị như dòng Study 24. Nhắc đến dòng Study 24 thì mình sẽ có một clip đánh giá chi tiết của nó, cũng như là có một cái clip so sánh giữa dòng Winner này và dòng Study, các bạn đón xem nhé. Đây ghi là gì? Đây nó ghi là Made in China. Bên này là cái Winner này là được sản xuất tại Trung Quốc. Các bạn nhìn đi nhé. Ốp của dòng Winner này mình thấy là rất là hoàn thiện, cũng khá là tốt. Cái ngàm bắt này rất là chắc chắn, 6 ngàm mỗi một bên, rất là chắc chắn. Cây Winner 24 này cầm cũng rất là nặng tay đó các bạn. LED của dòng Winner này được làm bằng đồng bạc, vì thế các bạn khá là yên tâm khi các bạn thổi, cũng như là để ở ngoài không khí thì đảm bảo là sẽ không bị oxy hóa, vẫn luôn sáng bóng như thế này. Đây là một ưu điểm của dòng Winner so với dòng Study. Study thì tấm LED này nó được làm bằng đồng thau nguyên chất, như thế là để một thời gian cũng như là khi các bạn ngậm vào đó, thì các bạn sẽ có vị tanh của kim loại. Đây là tông C, đa số dòng Winner trên thị trường đều có tông C. Rất tiếc là ốc của dòng Winner này vẫn được sử dụng là ốc đồng bạc, vẫn là đồng thau. Thiết kế thì cũng khá là cứng tay, bốn góc không được bo tròn, bốn góc. Với một dòng phổ thông thì cái này cũng là có thể chấp nhận được rồi, không có gì nổi bật cho lắm. Về âm thanh của dòng harmonica Winner 24 này, các bạn có thể nhìn nhận nó ở mức độ là tạm chấp nhận được. Hiệu ứng tremolo khá là tốt ở tất cả các quãng, tuy nhiên thì quãng rõ nhất là quãng giữa, hai quãng cao và quãng thấp. Lâu lâu thì các bạn sẽ bị mất hiệu ứng tremolo, thì ở quãng cao là thường xuyên nhất, quãng trầm thì thổi chậm thì nó sẽ bị mất, nhưng mà khi các bạn thổi đều hơi á thì nó sẽ xuất hiện trở lại. Âm thanh của Winner thì với dòng công hở cũng như kết hợp giữa đồng bạc, âm thanh nó tạo ra hiệu ứng là khá là vang và trong. Tuy nhiên là có kèm theo đó là hiệu ứng phụ, đó là hiệu ứng chói, rất là chói, thé của âm thanh. Thì cây Winner này thì chắc là thích hợp cho các bạn luyện tập cũng như là làm quen, không có cần cái hiệu ứng nghệ thuật như là ấm diễn tả cảm xúc nhiều cho lắm. Cây com này là com hở, vì thế các bạn có thể tùy chỉnh được rất là nhiều màu sắc cũng như là vật liệu để làm cái com này, vì com hở này thì rất là dễ làm so với loại công kiến thông thường. Ngoài ra thì cái dạng công hở này thì các bạn có thể dễ dàng là tháo lắp
như là vệ sinh bên trong. Với một cái dòng càng phổ thông như vậy thì những ưu điểm, những khuyết điểm của nó thì khá là cân bằng với nhau. Nếu bạn là một người mới làm quen cũng như là tìm hiểu về dòng càng harmonica, đặc biệt là tremolo, thì dòng Winner này thì rất là đáng để các bạn quan tâm cũng như lưu ý khi mà phân vân giữa dòng Study 24 hay dòng Winner, thì mình khuyên các bạn nên sử dụng dòng Winner. Nếu các bạn không có vấn đề gì với các lỗ định vị, các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề đó bằng cách là bạn sẽ dán một cái tờ giấy đủ 24 lỗ ở đây và các bạn sẽ tập một thời gian thôi. Các bạn sẽ chỉ cần một thời gian tầm cả 1-2 tuần, các bạn sẽ tháo cái tờ giấy này ra và các bạn sẽ không cần đến lỗ định vị. Những video sau thì mình sẽ giới thiệu những cái kèn của tremolo, diatonic và chromatic, và có những clip so sánh giữa Winner này với những cái kèn khác, đặc biệt là dòng Study 24. Cảm ơn các bạn.